Nhìn Mỹ em chịu không nổi. Nhìn em như cái đám mối mọi người, cái nón em. Trời trời, em không kịp mua cái nón luôn, em phải giật cái nón của cháu em đi đây mọi người. Thấy em chịu chơi ghê không? Hôm sau cháu ở nhà khóc xin về trả nó sao? Khổ mấy cái gì? Mệt quá. Cháu mới mua nón bữa nó đi văn nghệ á. Trời, em giật luôn. Nhưng chơi mà đâu sợ mưa rơi đâu, mới có một bài mà các anh chị vô coi quá trời kìa. Kiểu như là lạ phải không? Các anh chị mới mẹ, đôi lúc hai chị em muốn tạo sự mới mẹ cho các anh chị. Sao Quế, thích Quế? Kêu alo chị Thúy liền. Ê, quên. Hiểu không? Bà Bluetooth. Tân ơi, bài hát hồn quê nha. Hôm nay hai chị em hát rất là có hồn dạ. Gì? Hai đứa em hôm nay rất là thùy mị. Em xin lỗi mọi người, mắc cười quá. Rớt nước mắt. Ôi trời ơi. Em xin lỗi anh chị à, em nhìn Yến cái mắc cười à. Nhìn Yến y như cây nấm mới anh chị. Các anh chị biết cây nấm mới không? Nhìn Yến giống như cây nấm mới. Chịu không nổi. Đúng là người bé xảy gì cũng bé các anh chị ha. Cái nón em có bằng nửa cái nón của Linh nè mọi người. Em xỉu chết luôn, xỉu muốn chết luôn. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hôm nay cả nhà thấy tụi em có thì mì không mà. Ngất nón hoài. Để ngồi em thâu lại cho chị. Chị muốn hát bài gì? Chị muốn đeo cái nào? Trời ơi, nhiều dữ vậy. Trời ơi, đeo cái màu trắng đi cho nó. Đeo cái màu trắng đi cho nó chất. Văn mua nhiều dữ vậy. Yên tâm, mình cứ việc hát thôi, còn bao nhiêu phụ kiện chị Băng lo. À, cái này giống Lý Tao nói quá. Nhanh trong mít thái, năm bán được có nhiều đâu à. Cả nhà thấy hôm nay tụi em có thùy mì không ạ? Ok, em sẽ hát một bài cho Yến nghỉ một bài mà, nha. Cái này mà cột hai chùm lên mang vô. Cái này thì bữa nào mình quẩy sao, hôm nay mình mặc đồ này mình đeo này vô nó không có hợp. Nhưng mà nếu mà chị muốn thì chị cứ đeo. Sao? Hát tặng cho các anh chị một bài dân ca Nam Bộ miền Tây của tụi em nữa nha. Ok không? Tính đó chị Thúy mà không biết sao. Xin lỗi anh chị, em mắc cười quá trời, em chịu không nổi rồi. Em kìm không được, mọi người thông cảm nha.
bé bụng á. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống và Mỹ Thuận, cảm xúc nó không có được kìm nén được, các anh chị mình thông cảm và bỏ qua cho hai chị Miễn Linh nha. Từ từ hai chị em sẽ quen đâu, tập dần dần sau các anh chị. Nóng quá. Tại mới lần đầu tiên mới còn hơi bỡ ngỡ, còn hơi mắc cỡ chút xíu, các anh chị thông cảm nha. Cảm ơn các anh chị một lần nữa rất là nhiều. Đừng quên những anh chị nào đặt hàng bên nhà Yến Linh, mình vẫn có thể để lại số điện thoại bên dưới cho hai chị em vẫn được nha các anh chị. Để lại số bên nhà em sẽ có chuyên viên gọi điện tư vấn cho mình. Trời nắng quá dạ, đúng rồi chị, nắng mưa là chuyện của trời. Sao nữa ta? Tính sáng tác câu gì mà quá mất tiêu rồi. Cả nhà mình thấy hay thì lì xì chia sẻ cho hai cô gái miền Nam tụi em nha các anh chị. Dạ cảm ơn anh chị rất là nhiều. Dạ dạ cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều ạ. Tăng cân nhẹm là 350 một hộp, hai hộp là 600.000 miễn phí ship cho mình nha các anh chị. Nhà em là không có tính tiền ship, tất cả sản phẩm nhà em đều cho đều miễn phí ship hết, các anh chị mình yên tâm nè. Dạ. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Yến tiếp tục hát đi. Sớm mà. Mời em về thăm quê em. Trời. Trời mời anh chị về thăm quê Yến nha. Để mình nói là Yến thực sự là Yến là gốc miền Trung, nhưng mà sinh ra và sinh ra thì ở miền Nam, nhưng mà hiện tại đang lớn ở miền Tây nha các anh chị. Bình minh sáng tươi, quê em ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lay ngả nghiêng cành lúa trổ bông. Bờ để đông sương ngước mướt, trời xanh nhờn nhớ chim ca. Liễu lo tung tăng nắng mai chan hòa. Ôi, hồ ơi, hồ ơi,
về thăm quê Yến Linh nha. Quê Linh thì ở miền Tây, còn Yến thì sắp là sữa của bờ miền Tây rồi ạ. Em muốn đi xuống hỏi chồng ở miền Tây nha. Bình minh sáng tươi, quê em ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ này ngả nghiêng cành lúa trổ bông. Bờ đê đồng xưa ngước mướt, trời xanh nhợn nhớ chim ca liễu lo tung tăng nắng mai chan. Xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị của mình rất là nhiều ngày hôm nay đến với hai cô gái miền Tây, miền quê sông nước nha các anh chị. Linh hát remix đã chơi, mặc bộ đồ này hát remix hả? Xíu ok, các anh chị thích thì chút xíu nữa tụi em chiều luôn, chút xíu nữa tụi em sẽ phục vụ văn nghệ cho các anh chị mình tới công chuyện luôn. Bây giờ là cho hai chị Miến Linh xin được giới thiệu những dòng sản phẩm nhà em, cũng như là trả lời những cái câu hỏi mà các anh chị mình đã hỏi rất là nhiều về những cái dòng sản phẩm nhà em. Đó là thảo mộc tăng cân là bao nhiêu em ơi? Dạ 350 thôi ha. Em thấy rất là nhiều câu hỏi. Và xin nhắc lại một lần nữa là sản phẩm nhà em thì không phải là thuốc, cho nên là các anh chị mình sẽ không lo về vấn đề mập nước hay là tích nước đâu. Cũng không có nhìn Yến Linh hài não, trời có gì đâu hài não. Trời, cười á, cười hài não á, dễ thương. Dễ thương gần chết. Gái miền Tây mà mặc đồ em thấy bà. Các anh chị cười rất rất là nhiều luôn á, lâu lâu tạo tiếng cười cho các anh chị. Mới là xíu nha các anh chị ơi, hết bền. Tăng cân một đà nhà em có giá là 350.000 một hộp. Công dụng của tăng cân là sẽ kích thích hệ tiêu hóa, giúp cho mình ăn được ngon miệng và ngủ được ngon nhất nha các anh chị. Giúp cho mình có một sức khỏe tốt, ăn được ngon và ngủ được tốt hơn các anh chị yêu ha. Trẻ em thì từ 7 tuổi trở lên có thể sử dụng được nè, phụ nữ sinh sau 2 tháng và người cao tuổi từ 70 trở xuống đều có thể sử dụng được tăng cân một đà nhà em. Đó, một liệu trình hai hộp là 600.000. Hôm nay chọn cái màu quá đẹp hả? Dạ, cái màu nó rất là nhu mì và nó không có lố lăng ạ, nó không có ô dề ạ. Nó không có chói chang cái gì dạ. Cái áo của tụi em là cái màu nó rất là nhu mì và nó không có một chút xíu gì gọi là chói chang ạ, nó rất là đầm thấm ạ. 350 một hộp, hai hộp một liệu trình là 600.000. Không, cái nón này của mẹ chị đang đổi, chị mượn luôn. Chị mượn, chị làm phụ kiện luôn chứ thực sự là không có nón. Còn cái nón này nón của cháu. Nó này cùng bé cháu á, nó đang đợi cùng giật của nó luôn à. À, hôm nay nghe lịnh giọng lên động một. Dạ em bị khàn tiếng chị yêu ạ. À. Em ho à. Muốn rớt cái thanh quản ra ngoài rồi chị yêu ơi. Có kèm theo khó thở gì không? Dạ không, mà thở bình thường à. Không có bị mất vị giác, ăn rất ngon à. Rất là ok à. Chỉ có cái là bị đau họng thôi anh chị. Nhìn chị giống cây nấm quá à. Nấm này nấm rơm, cánh chị cái búp nó chưa nở. Búp này nó nở te tét rồi, còn búp này nó mới nhú các anh chị ơi. Trời trời. Mới nhú cái này te tét. Cái kia mới nhú. Cái kia mới nhú rồi. Còn cái này te tét, ok. Này cũng bắn hơi tức thôi nha chị. Trời trời, xỉu. Ồ, nó rất là phù hợp với cái màu này. Cười hoài vậy trời. Tư vấn đi. Dạ, cảm ơn các anh chị. Giống giống bà mù xem bói ghê. Giống thầy bói rồi, giống như giờ giống thầy bói chưa anh chị. Dạ cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều ha.
Mua hàng nha em, nhớ để lại số điện thoại giúp em tăng cân một đà. Nãy giờ anh chị hỏi nhiều quá trời quá đất luôn nè. Mà hai chị em hôm nay vui quá. Bây giờ hai chị em nhất định sẽ tư vấn cho các anh chị đây. Ai hỏi một đà nhà em đây nè các anh chị. Giá một hộp là 350 ngàn một hộp. Hai hộp là 600 ngàn miễn phí ship cho mình nha. Mua hàng thì các anh chị nhớ để lại số điện thoại giúp em được không các anh chị ạ? Mua cái gì cũng được nhưng phải để số. Nhớ là một đà nhà em là thảo mộc, không phải là thuốc, không ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là tình trạng mập nước tích nước cũng sẽ không có, nên các anh chị mình yên tâm. Nó chỉ hỗ trợ cho mình ăn cảm giác ngon miệng hơn, mình ăn được nhiều hơn và mình ngủ được ngon giấc hơn thôi ạ. Hai em bán sản phẩm gì vậy? Dạ bên em bán nhiều lắm. Bên em bán bắp sen ạ. Hoa sen. Tháp 10 đẹp nhất bông sen. Tháp 10 đẹp nhất bông sen. Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Quá xuất sắc. Đó. Ở đó đi học không muốn phí. Cả nhà ơi, bên em có nước hoa rồi nha mấy anh mấy chị. Nước bông nhà em là nước hoa nhà em đã có hàng rồi nha mấy anh chị ơi. Hôm nay là tụi em là cô gái miền Tây nhưng mà tụi em bán hàng của Pháp nha mọi người. Tụi em là người miền Tây, cô gái như cô gái miền Tây dịu dàng Việt Nam, nhìn vô là biết dân tộc Việt Nam mình có một cái áo rất là đẹp và rất là quyến rũ rồi. Ship cho anh một cái nón, không bán nón, bên em bán nước hoa của Pháp ạ. Dạ tuy tụi em hay lúa miền Tây chứ tụi em bán nước hoa của Pháp, mà ai làm lại thì mua, ai chơi lại tụi em mua nước hoa. Nước hoa của em có nước hoa nam lẫn nước hoa, để cái này nó hơi xí cổ mắc ói. Dạ, có nước hoa nam lẫn nước hoa nữ nha mấy anh mấy chị, là muốn mua nước hoa của em thì mua vui lòng để lại số điện thoại giùm em. Cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Nước hoa giá là bao nhiêu? Dạ, nước hoa nam bên em thì sẽ có hai loại. Một loại là mùi thơm đích thực đàn ông quyến rũ, For Men 1.280.000, nước hoa chính hãng của Pháp nha các anh chị. 1.280.000 em sẽ hoàn toàn miễn phí ship nha cả nhà. Và nếu mà anh trai nào thích cái sự dịu dàng ngọt ngào hơn thì chúng ta xài cái loại nước hoa hình vuông như thế này. Cái này thì nó sẽ hơi ngọt hơn cái mùi From Men chai tròn một chút xíu. Nó sẽ khá là ok qua ba con dê các anh chị. Mua hàng đi số điện thoại cho em nha. 1.280.000 sẽ miễn ship tận nhà cho mình ạ. Dạ đúng rồi, nước hoa nam bên em có hai loại và đều đồng giá là 1.280.000 và được miễn phí ship nha các anh chị. Anh ngoài Bắc có được không? Dạ ở thì được, ở Việt Nam là nhà em sẽ ship hàng được nha các anh chị, chỉ là ở nước ngoài nhà em không ship hàng được thôi ạ. Ở trong nước là tụi em hoàn toàn miễn phí ship toàn quốc luôn á anh trai chị gái. Cảm ơn chị Lộ Nguyễn, cảm ơn chị yêu nha. Tóc yến đẹp quá hả? Dạ đúng gái Việt Nam không? Dạ. Gái Việt Nam là tóc dài vậy đó. Dạ vài bữa nữa là nó sang tóc ngắn các anh chị. Nước hoa nữ, dạ nước hoa nữ Mondai 1.350.000, chị yêu cũng hoàn toàn miễn phí ship, giá gốc là 1.550.000, bên em đang giảm giá còn 1.350.000, chị yêu nha. Nước hoa Mondai, cái chai này nó rất là thơm, mùi cực kỳ ngọt nha. Nước hoa 3 tầng hương, Made in Brand Rizler, mua hàng đi số ạ. Thấy gái miền Tây nói tiếng Pháp ở chuẩn không mọi người. Nước hoa nam là bao nhiêu? Nước hoa nam là 1.280.000, nước hoa nữ là 1.350.000. Miễn ship tất cả sản phẩm bên nhà em đều sẽ miễn phí ship, và khi nhận hàng các anh chị có quyền kiểm tra hàng nha các anh chị yêu ơi. Dạ. Anh đang dễ thương quá, em cảm ơn. Em cảm ơn ạ. Anh chị mua hàng để số ạ. Không biết lúc đầu vô nhìn Yến em mắc cười quá trời, em không chịu. Em tán mà muốn xéo ngoài hàm em luôn, cũng không đến cười được. Nhìn bao nhiêu cái nấm nha mấy chị. Các anh chị biết cái nấm mối không? Hoặc là mấy con bù nhìn ở ngoài đồng á, để mà đuổi mấy con chim con cò. Đó là hình nộm. Cái nón này hay để dùng ở dưới quê Linh hay dùng để mà đuổi chim đuổi ấy á, nên hôm nay em lấy em đội luôn. Cái này là chưa hòa nhập được người miền Tây nhé các anh chị, này nửa Tây nửa Nam rồi. Dạ đúng rồi. Các anh chị ơi, chai nước hoa tròn và chai nước hoa vuông này nó đồng giá như nhau, và nước hoa tròn thì nó sẽ cái mùi nó sẽ nam tính hơn, mạnh mẽ hơn. Chai From Men 1.280.000, nước hoa chính hãng của bên em nhập Pháp, từ Pháp về nha cả nhà. Cái này là tụi em nói thật chứ không phải là tụi em giỡn. Cái gì mà giỡn chứ, cái gì tư vấn sản phẩm là tụi em phải nghiêm túc và nói thật nha các anh chị. Gì vậy bà Nam? Đọc anh luôn không được. Sao quá. Ở đây không đọc đâu, chồm lên tới trên kia. Cúi xuống rớt cái nón. Không cúi được. Cái nón chuyển đội cu te quá hả? Cu te không? Mệt chứ. Yên cố gắng là không có nhúc nhích được, tại vì nó dễ bị rớt quá. Đây em cột đây nha. Thôi cột lại xiết cái đầu á. Nó mệt quá sao cũng chịu chứ. Yeah. Có blue không em ạ? Dạ không, bên em có nước hoa của Pháp thôi, 3 tầng hương thôi. Giảm béo, giảm cân bên em hiện tại chưa có hàng, cho nên là tụi em chưa có tư vấn cho mình. Đẹp quá hả? Đẹp không? Vũ Trần. Vũ tụi em mặc áo dài em là... Em...
Chào anh, em là con gái miền Tây. Dạ. Ship cho anh chai tròn nhé. Dạ anh ơi, để lại số điện thoại giúp em ạ. Hay cô Thấm kìa cho. Ai khác mà cô Thấm không về. Cô Thấm về làng. Ồ kìa ai như cô Thấm, con bác năm mới xa mới về. Dáng người xinh sao xinh quá, trong nắng đám trai làng ta. Mới ngày nào nghiêng nghiêng nắng ta, mới ngày nào. Hát bài đó được á. Dễ thương lắm á, dạ em cảm ơn các anh chị. Tiếp tục tụi em hát nè các anh chị. Bây giờ cả nhà mình muốn nghe nhạc gì ạ? Nhạc miền Tây dân ca, nhạc remix như thế nào là tụi em phục vụ cho các anh chị của mình tới công chuyện luôn ha mọi người. Ai muốn mua nước hoa để số điện thoại là giùm cho em nha. Nước hoa của Pháp ai mà không mua là lỗ gánh chịu. Cái này bán ngoài shop là nó sẽ tầm từ 3 triệu trở lên. Tại vì ngoài shop là người ta còn thuế phí rất là nhiều, cho nên cái chai nước hoa nó sẽ tăng giá lên rất là nhiều. Còn các anh chị mua tại chỗ em là các anh chị đang mua với giá sỉ đó, 1.280.000. Có rất là nhiều anh chị nhập hàng tại nhà em bán ra nó tới 3 triệu mấy lần đó mọi người. Thật sự nói nhiều khi là các anh chị mình giận luôn, chứ tao nhập hàng của mày mày nói giá ra. Mà thiệt sự luôn là có sao tụi em nói vậy luôn á cả nhà. Cả nhà mua tại shop thì giá nó sẽ rất là cao, còn mua tại chỗ em là các anh chị đang mua với giá sỉ đó. Dạ tại vì nhà em là nhập số lượng lớn cho nên các anh chị mới mua được giá sỉ nha các anh chị yêu. Nắng gió phương Nam. Những ai đi về hành trình trên đất phù sa. Đất phương Nam. Hôm nay hai chị em hát nhạc miền Tây sông nước nha các anh chị. Nhạc dân ca. Nhẹ nhàng thôi, hôm nay không chơi quỳ mít nha các anh chị yêu. Xíu nữa thì không biết. Lửa hơi lửa. Dạ. Không bất. Không pha tụi lâm hết trơn con. Quán cái thân rằng nữa đúng bài. Ờ. Cái màu này khăn gì vậy mà vậy giờ. Chim tung bay ốc giang trong bình minh, chân cu đơn áo phung sương hành trình. Từ Long An mọc qua Mỹ Tho xuôi về Gò Công, một tấm thảm lụa vàng. Thương em tôi áo đang sờ ba ba, trên lưng châu nước da nâu mặn mà. Hò hò ơi, cây lúa tô tươi sông bồi phù sa, đẹp duyên Pháp mười quên lời tắm. Miền Tây
đất lành khắp chốn nở hoa. Trăng lên theo bước chân đi qua đường quê mấy nhịp cầu tre, hàng cây xanh nên bóng nghiêng che, quanh giường ao đón khuya lập lòe. Ai đi miền xa nhớ về quê nhà, thăm con đường xưa bên cũ miền Tây, tiếng cười giọng nói trong cõi tình thân câu hát nghe dạt dào quê. Nhưng mà chị em mình đâu? Đêm trăng thanh chiếu trên sông Cần Thơ, giang xa xa thoáng câu ca hò lơ. Về Tây Đô nhớ ghé Sóc Trăng, nghe điều lầm thôn vô kê hát đình, nhưng tình cảm gần gũi mình. Nắng sớm về trái chín thật mau, cơn mưa chiều tươi mát ruộng sâu. Phù sa ơi, bốn mùa cây trái đơm bông, cái bên trái từng về thăm nồng, điệu dân ca ngọt ngào. Không nỡ ở cung chẳng đành, thương miền đất một an lành. Xin cảm ơn anh chị. Sông quê ơi nắng mưa bao ngàn xưa. Dạ, cảm ơn các anh chị một lần nữa rất là nhiều. Đừng quên những anh chị nào mua hàng nha, mình vui lòng để lại số điện thoại bên dưới cho hai chị em. Bên em có tăng cân hỗ trợ mình ăn ngon, ngủ ngon và bổ sức khỏe của mình. À, đây không phải là thuốc, sẽ không có tác dụng phụ cũng như là không thay thế thuốc chữa bệnh nha các anh chị mình ơi. Bé 7 tuổi trở lên, bé biếng ăn hay bé lười ăn cũng có thể mua về cho bé sử dụng được luôn. Vì nhà em là bán hoàn toàn là từ thảo mộc như là đinh lăng này, bột mã đề, tảo sắn, cá phục linh, mầm nũ mạch, hỗ trợ cho mình ăn ngon miệng, ngủ được ngon giấc hơn thôi ạ. Đây không phải là thuốc, không phải các anh chị uống vào mà không cần ăn uống mà tự động lên ký. Cái đó là mập nước, cái đó là tích nước mà các anh chị mình hay lo lắng nha. Còn sản phẩm như em là chỉ hỗ trợ kích thích hệ tiêu hóa của mình, giúp mình cảm giác ăn ngon miệng, mình ăn được nhiều hơn và mình ngủ được ngon giấc hơn thôi ạ. 350.000 một hộp, hai hộp là 600.000 miễn ship ạ. Mọi người đừng đi cái vòng một của em mọi người, sao mọi người kỳ quá. Dạ vâng, cảm ơn anh chị mà rất là nhiều. Nước hoa bên em là nước hoa có nam lẫn nữ luôn. Hello người yêu cũ. Chết. Hello anh Quý Hoàng. Vòng quay. Hai hộp tăng cân để số à, thì ra là cái anh này. Xí Nhi Hậu mà. Hai sực phàn chưa? Sực phàn chưa? Thị Tâm. hiểu không? Xin cảm ơn anh chị. Các anh chị những anh chị nào mà cần tư vấn về sản phẩm bên em thì cả nhà mình để lại số điện thoại trực tiếp để tụi em tư vấn cho các anh chị mình những cái dòng sản phẩm của nhà em ha. Đặc biệt là tao thảo mộc tăng cân nè, cũng như là nước hoa bên em là nước hoa chính hãng nha các anh chị. Nước hoa nam có lẫn nước hoa nữ luôn. Hiền Lên, xin cảm ơn chị dạ, Hiền Lên, xin cảm ơn Quyên Huỳnh. Cảm ơn ạ. Chết. Gì nha người yêu cũ, hôm nay người yêu cũ cho xem like nữa trời. Người yêu cũ thấy miền Tây mê chưa, hối hận chưa? Nguyễn Thị Phấn, xin chào Nguyễn Thị Phấn. Chị cần tư vấn hả? Chị thấy hôm nay là đặc biệt rồi. Chào hai em áo bà ba, và hai má bà ba, xin chào chị Thanh Vân. Hai em nết na thì mì, xin chào chị yêu. Nãy giờ Yến không có đeo kính vô, đằng Yến hát remix đồ với người ta đi. Vô. Tuyết Phượng, dạ cảm ơn ạ.
Dạ, tăng cân là 350 một hộp, một liều trên 2 hộp là 600.000. Hồi nãy em đọc được một cái bình luận là cho hai tiếp sữa rửa mặt nhé Linh, nhưng mà em không thấy số nha. Hai tiếp sữa rửa mặt em sẽ tặng một, nhưng mà phải có số điện thoại là giùm em thì em mới tư vấn và em mới chốt đơn cho các chị được. Còn không có số thì em sẽ không có tư vấn được. Đó Quỳnh Lan mặc bộ đồ này, hát đó Quỳnh Lan là nhức nách luôn. Qua thẳng nhà Thúy tư vấn luôn. Hi. 1, 2, 3, 4. Các anh chị nhớ mua hàng nha, em mình để lại số điện thoại giúp hai chị em Linh nha các anh chị. Một cái gì cũng được hết trơn, nhưng mà phải có số điện thoại giúp em ha. Sữa mặt nhà em là 250.000 một tiếp, mua 2 tặng 1. Sạch da giữ ẩm ngừa mụn 3 trong 1 là sữa mặt nhà em nha. Ai có làn da mụn thì nên cần sử dụng sữa mặt để mà làm sạch da sáng da. 250.000 một tiếp, 2 tiếp là 2 tiếp là bên em tặng cho anh một tiếp ạ. À. Mua cái gì cũng được nhưng mà phải để số rõ, thấy số nè. Cảm ơn bố Bảo Nguyên và tắt cái đèn chi Yến. Trời ơi, cái đèn lên tối thui à, tối thui luôn. Cái kiến này nó còn tối hơn cái kiến. Trời ơi, trời ơi, nổi quá. Áo hường cánh sen chơi kiến Linh hợp cái áo này. Trời ơi trời, anh mình mê chưa. Nguyễn Hữu Nam, xin cảm ơn Nguyễn Hữu Nam. Đó, hát remix đi, mặc bộ này hát remix. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Nước hoa xin cảm ơn Hữu Nam nè. Dạ cảm ơn ạ. Trời ơi chị sao băng đầu tư cho hai đứa hai cái kính, tôi nói không ai mà chất bằng luôn. Em đang đặt mà chưa về được nè anh chị. Bây giờ tụi em đầu tư trang phục quá trời luôn, anh mình vô là anh mình bỡ ngỡ liền. Chốt đơn tăng cân xin cảm ơn Thành Con nè. Mê lắm rồi ạ. Thôi lo cách ly đi sớm ra. Chúc anh mình sớm ra. Ra lẹ lẹ anh mình ơi. Lê Thị Nhâm xin chào chị yêu nha. Vòng quay em muốn nghe bài gì yêu cầu đi, người yêu cũ hát cho anh nghe nè. Lâu quá rồi không có, ôm lại kỷ niệm xưa anh thích hát bài gì, anh thích nghe bài gì, em sẽ tặng cho anh bài đó nè. Quay về trên thương, bất kỷ niệm. Anh sắp ra rồi. Sao bấm vào lần thứ hai em vậy em? Tôi không biết gì đâu, tôi là gái miền Tây, tôi không biết hết trơn á. Chào anh em là, em là con gái miền Tây. Xong cái đường hết trơn vậy trời. Cái gì vậy? Kìa chị bật cái đèn lên. Tao đâu có biết đâu, giờ đèn nằm chỗ nào, không biết thấy đường nữa nè. Bụi bay vào mắt, thôi mặc bộ đồ này mà hát bụi bay vào mắt. Kính mà sợ bay bụi bay vào mắt. Anh mình, hồi hôm đem mắt kính mà sợ bay bụi bay vào mắt đâu nữa. Gọi đò hả? Gọi đò ơi, ai giúp đưa tôi kịp sang đò. Bên đây sông buồn, người ta đang tưng bừng đón dâu. Gọi đò thôi, nết na, nết na, hôm nay mặc áo bà ba lộn, gì? Tưởng hồ opera lộn. Anh nhớ là cái thời hai đứa mình đưa đò dưới quê sao mà anh yêu cầu bị gọi đò. Dạ, thiệt sự, muốn ôm lại kỷ niệm xưa thì nhắn tin đi. Quay ngược thời gian, chờ về với tuổi thơ. À, quên, mặc bộ đồ này mày sao yến kỳ quá. Lộn. Ông ấy Cà Mau hả? Đứa kia bên nhảy quá. Dạ, anh xin chào. Như hầu mà. Chi chi Sukvana Sukvana. Hát bài gì? Bài chi mày gọi gì quậy quậy. Trời ơi, mày hát bài đám cưới luôn. Đám cưới kìa. Thì người ta bến nè. Ờ trời ơi, mày bắp. Thôi bắp hồi mai đi đám cưới miền Tây. Đám cưới miền Tây cái gì? Đúng chất nè. Lê Võ vô nè, nghe tiếng ồn ào nè. Hey. Hello. Everybody. Siêu sure. Nhìn tụi bay là tao hết nói đến lời luôn. Thế có bình nước kìa. Bao năm qua cứ sống vô tư nghe. Quá trời nhảy, quá nhảy quá trời rồi. Dạ, cảm ơn các anh chị một lần nữa rất là nhiều. Các anh chị đang mua hàng nhớ để lại số điện thoại giúp em nha các anh chị ơi. Tăng cân nhà em là 350.000 một hộp, hai hộp là 600. Trời ơi, em mất kính mở ra cái nó chó xoàng hết cái đầu luôn kìa. Ờ, sao các anh chị nói sao? Ờ, phong cách hay đó hả? Dạ, lâu lâu hai chị em đổi mới không khí chút xíu các anh chị ha. 350.000 là một hộp tăng cân ngọc đà, nhà em hỗ trợ mình ăn được, ngủ được nè. Nhà em không bán bất cứ một cái dòng thuốc nào cả, cho nên mình cứ yên tâm nha. Teo. Nước hoa nhà em là nước hoa nam là 1.280.000 nha các anh chị, còn nước hoa nữ là 1.350.000. Nước hoa nam bên em có hai mùi, một mùi chai tròn thế này nó mạnh mẽ hơn là chai Formen nè,
những anh trai nào thích là gọi là đàn ông đích thực thì nên xài chai for men nha, tại vì nó cực kỳ là nam tính luôn. Còn nếu những anh trai nào mà thích sự nhẹ nhàng hơn một chút xíu, mình lịch lãm hơn chút xíu thì mình có thể xài chai Uber này nè, chai vuông vuông này các anh chị. Nhưng mà hai chai đều là đồng giá là 1.280.000 nha, và được miễn ship. Hàng bên em là nguyên tem, nguyên kiện. Khi các anh chị nhận nước hoa là mình có thể gọi là được đập hộp nước hoa đó các anh chị, tại vì hàng bên em là nhập trực tiếp bên Pháp về nha. Mua hàng thì để lại số điện thoại giúp em. Ok, chào chị Huyền Bơ, chào chị Huyền Vũ, hôm nay thấy sao hai chị em sao chị Huyền? Anh trai Đạt Phạm nè, nóng quá trời nóng rồi, quẩy quá trời quẩy rồi. Chia sẻ cho em đi, đúng rồi, chia sẻ cho hai chị em lên đi. Đâu có mất phí của các anh chị đâu mà tạo động lực cho hai chị em có tinh thần thực là tốt hơn để mà cùng quẩy với các anh chị ạ. Anh ba, dạ anh dùng cái vuông này đi anh. Nếu như mà anh ở giữa thì anh sẽ dùng cái này nè. Sự nó không có gọi là mạnh mẽ lắm, mà nó có dịu dàng hơn một chút xíu là chai for men. For men thì nó nam tính quá. Còn nếu anh thích sự nhẹ nhàng, lịch lãm thì anh có thể sử dụng chai Uber, chai vuông này nha anh nhé. Hôm quê hát rồi, bài hôm quê hát rồi. Để cho mình một chai mộc đà tăng cân và để số giúp em ạ. Hoàng Nguyên ơi, mua mộc đà tăng cân nha, mình vui lòng để số điện thoại giúp em nha. 350.000 một hộp, nhưng mà nếu mua hai hộp là bên em sẽ giảm cho mình 100.000, là còn 600.000 và được miễn phí ship cho mình nữa đó các anh chị. Được miễn phí ship nữa các anh chị, mình yên tâm ha. Đó, giống gái miền Tây liền, trời chào ơi, nhất em nát. Anh gì chào anh, em là cô gái miền Tây nè. Em dắt cái kính lên cái đầu em chút xíu, xíu nữa quẩy em dạ, em lại đeo vô. Hiền lên, dạ cảm ơn rồi, đã thấy số rồi ạ. Cái tóc này hợp hơn á. Dạ, mua hàng để số giúp em nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Sữa rửa mặt bên em là đang trong chương trình khuyến mãi luôn cả nhà ơi, mua 2 tặng 1. Sữa rửa mặt nhà em là nam hay nữ gì chúng ta đều có thể xài luôn, nam nữ gì cũng có thể xài cái sản phẩm nhà em hết các anh chị. Chỉ cần để lại số điện thoại là bên em sẽ có chuyên viên gọi cho các anh chị mình để mà tư vấn cũng như là chốt đơn hàng cho cả nhà của mình. 200 xài nước hoa gì thơm nhỉ. Xài nước hoa này hơi thơm nha. Được hết rồi, 250 anh chị, mua 2 tặng 1, nam hay nữ thì chúng ta đều có thể xài cái loại nước hoa của nhà em đó nha mọi người ơi. Dạ đúng rồi. Mua cái gì cũng được nhưng mà phải để đây số điện thoại giúp em. Đừng vội vàng đợi thay, chờ nơi anh yêu em chúng ta hãy quay lại. Để cho một chai nước hoa. Dạ cảm ơn ạ. Xin cảm ơn. Hào Hoàng cảm ơn. Nước hoa em mua có được tặng một không? Trời, nước hoa này đâu có tặng một được, tặng là em bù tiền em lỗ thấy bà em luôn. Không có tặng một được. Đã bán mà cánh chị giá sỉ giá gốc rồi mà còn tặng nữa, trời ơi. Cái gì vậy các anh chị? Xỉu ngang xỉu dọc, nóng quá. Áo đẹp quá hả anh chị? Dạ áo đẹp, cánh chị chia sẻ cho tụi em đi mọi người ơi. Nóng thiệt sự, rất nóng. Quạt này hết pin nữa chứ trời, tôi muốn đập nó ghê vậy đó. Cảm ơn Luyến Đặng, cảm ơn chị. Hát bài. Bài gì? Cảm ơn nhé chồng ơi. Hỏi bài gì lúa vậy? Cảm ơn nhé chồng ơi. Chồng nó quánh nó nâu mắt hoài. Nó quánh em nâu mắt hoài mà đứng chi. Cảm ơn nó chi anh chị. Khuê Mộc Lan hả? Khuê Mộc Lan. Cho anh xem mẫu nước hoa. Dạ em lấy hai mẫu này anh. Đây ạ. Nếu mà anh muốn nam tính mùi mạnh mẽ, nam tính hai hộp, để lại số điện thoại giùm em đi ạ. Đây các anh chị, nếu mà anh trai nào mà muốn cái sự nam tính mạnh mẽ thì chúng ta xài cái chai này. Cái chai này thì có giá là 1.280.000, chai for men dành cho anh trai nào mà thích sự mạnh mẽ nam tính ha. Còn ai mà thích cái sự dịu dàng ngọt ngào hơn một chút xíu, chúng ta không phải là men quá thì chúng ta hãy xài cái chai nước hoa này. Không nhất thiết là đàn ông lại phải xài ngọt dịu dàng là không có được đâu cả nhà. Chúng ta xài vẫn được nha, tại vì cái mùi nó rất là dịu dàng thôi. Nóng tắt thở luôn rồi anh chị. Mua hàng để số lè lè giùm em cho em bật cái máy lạnh, mặc gió em lên trên nóng quá. 5 chai nước hoa, dạ vâng, để số giùm em. Dạ, bằng lăng tím, xin cảm ơn ạ. À, bao nhiêu cũng được các anh chị, nhưng mà mình phải để đây số điện thoại giúp em nha. Hỏi cô em, hỏi hai em gái áo hồng, hỏi em đã có lấy chồng hay chưa? Anh hỏi thì em xin thưa, em đây còn trẻ, Vẫn chưa có chồng. Không vô nha. Hỏi cô má đỏ hồng hồng, nhìn em cái anh muốn bé bồng anh ghê. Dạ cảm ơn các anh chị. Nhớ là mua hàng để số điện thoại giúp em được. Các anh chị cứ để số điện thoại giúp em là được.
lóng quá trời lóng rồi. Ừ, tắt thở luôn á. Thiệt sự vậy nè, không có cái quạt là chết liền. Hát bài gì giờ? Hát bài miền Tây dân ca cho các chị nghe nha. Cho chị nhà nước Hoa Nam, xin cảm ơn chị yêu nha. Cảm ơn Tranh Thêu anh Đào. Thank you. Em dễ thương quá hả trời, anh khen. Dạ cảm ơn ạ. Chạy nước miếng, chạy nước miếng. Khoái quá. Phong cách mới vui quá. Cái này là hai chị em còn là quen rồi đó, chứ lúc nãy mới đầu vào live thật sự là chưa còn quen. Còn mắc cười quá các anh chị. Cười muốn tắt thở luôn á anh chị. Nãy thật sự em nhìn ý em chịu không nổi. Nhìn y như hai con điên hả, kệ người ta. Điên gì? Chửi hoài. Tối ngày kiếm chuyện, tối ngày ăn rồi đi kiếm chuyện hoài trời. Tức cái lồng ngực. Chị cười gì vậy? Chị cười hoài vậy? Ai giọng nội chí mốt? Ai nội chí kì chứ đó. Ai hát bài Duyên Phận hợp không? Duyên Phận. Duyên Phận đi mấy nè. Chứ giờ mà hát Duyên Phận kia ngủ. Ta ngủ hết trơn luôn á thì.